Chào các bạn, hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu với các bạn cách làm thế nào để chúng ta chuyển đổi chương trình PLC từ PLC đời cũ sang PLC đời mới. Và cụ thể ngày hôm nay đó là về dòng PLC S7 200 lên S7 1200. Vậy mục đích của chúng ta chuyển đổi làm gì? Thứ nhất đó là tiết kiệm vốn đầu tư. Nói về vốn đầu tư ở đây không có nghĩa chỉ là tiền bạc mà còn về thời gian, công sức và những cái kỹ thuật mà các bạn đã đầu tư cho hệ thống cũ. Thì việc migrate hay chuyển đổi lại từ hệ thống cũ sang hệ thống mới sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm những cái khoảng thời gian đó. Thứ hai là nâng cấp và cập nhật những thiết kế mới, đem lại những hiệu quả hơn và nâng cao sự tiện ích. Về phần mềm để lập trình cho PLC S7 200 đó là Test7 MicroWin, thì không có những thao tác và có những kỹ thuật không thể so sánh được với phần mềm Tia Porto để lập trình cho PLC S7 300, 400, 1200 và 1500. Thì hiện nay nếu chúng ta sử dụng Tia Porto thì hiệu suất của chúng ta có thể tăng lên 30, 40 hoặc 50% đối với thời gian thiết kế hệ thống mới. Ngoài ra thì đó là nền tảng cải thiện cho tương lai về tốc độ xử lý bit của PLC S7 200, 300 không thể so sánh với S7 1200 và 1500 được. Và đặc biệt đó là giảm chi phí đầu tư cho nhà đầu tư. Với những dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất thì giá thành sẽ cao hơn rất nhiều so với sản phẩm mới. Ngoài ra, nếu chúng ta so sánh về các tính năng thì rõ ràng tính năng của PLC S7 200 không thể nào so sánh được với PLC S7 1200. Vậy hôm nay mục đích của chúng ta đó là làm thế nào, dùng các phần mềm và công cụ nào để xử lý thì chúng ta sẽ xem trong phần tiếp theo. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các đường link tiện ích cho việc chuyển đổi hệ thống và các project sẵn có thì các bạn có thể coi trên đây. Và mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể gửi về email hoặc gọi trực tiếp cho mình theo thông tin ở trên. Và phần mềm để chúng ta sử dụng ở đây đó chính là MicroWin V4.0 phiên bản SP7, SP8 và SP9, phần mềm TA Porto V11 và thêm một phần mềm là Conversion S7200. Thì ở trên máy của mình chạy trên Win 7 64 bit thì mình cài phiên bản mới là Tia Porto V13, do đó là chúng ta sẽ không thực hiện được ở trên Win này, và mình đã thực hiện việc sử dụng một Win ảo. Trên Win ảo đây mình sử dụng đầy đủ, có cài Tia Porto V11, Test7 MicroWin V4.0 SP9 và phần mềm để migrate thì mình cũng đã cài xong. Khi cài xong rồi chúng ta chỉ cần double click vô chạy và chờ finish. Việc tiếp theo của chúng ta sẽ thực hiện theo thao tác ở trên thao tác ở trên đây. Ở đây mình có một cái project của S7 200 như thế này. Và giờ mục đích của mình và nhiệm vụ của mình đó là làm thế nào để chuyển đổi từ Tia Porto từ S7 200 sang phần mềm Tia Porto và chọn S7 1200. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần mở phần mềm lên. Rồi chọn sang Project View.
Bước tiếp theo của các bạn là chọn project convert S7-200 project, chọn tới suộc file của chúng ta. Ở đây mình có lưu ở desktop nên mình chọn file desktop, đặt tên mới là S7-200 migration, tên là mình đặt ví dụ PC leader convert. Và việc của chúng ta đó là chỉ chờ đợi cho quá trình hoàn tất, là chúng ta sẽ xem xét tiếp các bước tiếp theo để thực hiện như thế nào. Ở đây vì thời gian khá lâu nên thôi mình sẽ quay luôn cái thời gian để các bạn chờ đợi ở đây. Và ngoài ra trong khi các bạn chờ đợi chuyển đổi thì mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng một cái win ảo cho ứng dụng của mình để cài các phiên bản cũ của Siemens giống như mình ở đây. Trên máy ảo mình xài đó là phần mềm Tab 7 V5.5, WinCC Flexible 2.8 SP2, dùng để chuyển đổi backrack từ các phần mềm Pro Tool sang S7 sang WinCC Flexible, và phần mềm để chuyển đổi từ S7-200 sang S7-1500. Phiên bản chuyển đổi từ WinCC 6.2 sang 7.0, kiểu như vậy. Thì còn trong Win chính của mình thì mình sẽ cài các phiên bản là Tab 7 và WinCC Flexible 2.8 SP3, Tiapoto Selection Tool, phần mềm này mình có nói tới trong các video trước. Và đôi khi các bạn cần đọc project cũ thì các bạn có thể cài ở đây nếu máy của bạn cấu hình tốt, còn không thì cũng không nên cần thiết, cài ở trong một cú viên nào như thế này là được rồi. Ok, quá trình của mình chuyển đổi khi vấn đề đã xong, nó báo là conversion successful. Ok, khi đó các bạn sẽ không thể thấy ở đây nó sẽ lựa chọn một con PC nào, tại vì nó trên S7-200 không có cấu hình hardware, do đó nó sẽ không có suggest, tức là không có sẽ chọn cho các bạn một con PC cụ thể nào. Và dựa vào cấu hình của PC cũ, số lượng bao nhiêu IO, thiết bị làm sao, thì các bạn có thể vào device và các bạn lựa chọn lại. Tuy nhiên ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản cũ là Tiapoto V11 SP2 Update 2, thì chỉ sử dụng cho PUC S7-1200 có các cái firmware V2.0 hoặc 2.2 đổ lại. Và hiện nay từ những tháng 6 năm 2015 thì chúng ta đã sử dụng là firmware là của S7-1200, đó là 4.1, và phiên bản để sử dụng mà bắt buộc chúng ta phải xài ở đây là Tiapoto V13. Do đó là các bạn cũng chỉ cần save lại, lưu lại project này và tiếp tục migrate nó lên Tiapoto V13. Như đây mình sẽ có một cái folder như thế này. Ok, mình sẽ copy vào ra nguyên chính của mình. Mình sẽ đưa ra FQ. Ok, rồi ở đây
mình sẽ dùng TiaPocto V13 để migrate những phiên bản cũ ở V11, V12 lên, và từ đây các bạn làm việc trên TiaPocto V13. Rồi mình sẽ chọn mở project, chọn đường dẫn của mình là FNQ, chọn migrate S7002, chọn vào app 11 thì tự động nó sẽ mở ra và migrate lên phiên bản mới là TiaPocto V13. Ở đây nó đòi hỏi upgrade project, do đó các bạn chọn OK thì tự động nó sẽ upgrade lên. OK, như vậy quá trình chuyển đổi cũng đã hoàn thành. OK, và tự động nó sẽ load project mà đã migrate lên trong project view. Ở đây dựa vào cấu hình của PCS7200 số lượng IO thiết bị làm sao thì các bạn sẽ bốc một cấu hình tương tự. Giả sử ở đây mình bốc một cấu hình cho PC này là 1214 phiên bản mới. Trend Device, OK, không sao cả. Phiên bản ở đây được suggest là 2.0, do đó các bạn chọn đúng vào mục 2.2.0, rồi các bạn sẽ migrate sau. OK. Rồi. Như vậy rồi dựa vào đây các bạn có thể change device, chọn một cái con PC khác bất kỳ. OK, tùy các bạn và bốc cấu hình tương tự như ở đây. Còn lại trong chương trình của chúng ta, khi các bạn chuyển đổi sẽ có những lỗi xảy ra. Thứ nhất, ví dụ như ở trong chương trình này có thể có những lỗi, ví dụ như sẽ không có các biến SM0.0.0.1, mà thay vào đó chúng ta sẽ bật, nếu chúng ta có những cái bit như vậy thì chúng ta sẽ phải bật chức năng của System and Clock Memory, thì chúng ta sẽ sử dụng những bit này để thực hiện chọn làm bit hệ thống, với điều kiện chúng ta kiểm tra lại những cái chương trình và vùng nhớ không được đặt chung, do đó ở đây chúng ta phải kiểm tra kỹ lại. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển đổi về các biến, ví dụ như biến SM0.1 là
First Scan thì các bạn sẽ bật Lock Memory lên và System Memory lên và chọn biến First Scan tương ứng. Ngoài ra thì các bạn thấy hầu hết là những lỗi tương tự như vậy. Ngoài ra thì có thể là về các function, về timer và counter sẽ bị thay đổi. Do đó các bạn sẽ dựa vào phiên bản cũ và ngồi kiểm tra lại và đặt thay thế tương đương. Thì việc chuyển đổi này với một project khá nhiều cái function như ở đây thì các bạn có thể làm trong vòng một ngày là hoàn thành, trong khi nếu chúng ta viết lại thì có thể mất thời gian nhiều hơn. Thì nhiệm vụ chính của việc migration đó là giúp cho chúng ta tiết kiệm những cái vốn đầu tư về thời gian, và các bạn chỉ chỉnh sửa lại một những cái lỗi rất là đơn giản về timer, về counter chuyển đổi tương ứng hoặc các bit on way on, on way off. Ví dụ đây trạng thái như thế này là on way on, và các bit first scan tương tự như vậy. Ở các function khác nếu có lỗi thì cũng như thế. Chúc các bạn thành công và mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mình. Hẹn các bạn ở các video sau.